chậm thôi nào. Cẩn thận, bị phát hiện đó. Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Cái gì? Bên đó. Xin hãy cho tôi cơ hội này đi. Để tôi. Tranh thủ thời gian đi. Nhanh lên. Dân. Mau nấp đi. Sư huynh à, tới giờ cơm. Tới giờ cơm. Tới giờ cơm. Chào buổi sáng. Ôi trời. Trời ạ, ánh sáng ở Âu Long Viện ta vẫn ấm áp và tươi đẹp như thế này sao? Ta phải đeo cặp kính mát GD này mới được, để nó che giúp ta ánh sáng chói mắt này. Sảng khoái quá. Cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn sư phụ Trường My đã ban cho chúng con bữa ăn thịnh soạn này. Cơm gạo trắng trong suốt và cải trắng đầy dinh dưỡng phong phú. Cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Ca tụng sư phụ. Tốt tốt. Ăn cơm thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Hôm nay là mùng 1, phải thêm đồ ăn mà. Thêm đi. Đừng có giành chứ. Hơi mặn một chút. Cơm ăn rất là vừa miệng đó. Sư phụ à, sao? Tiếp tục thế này cũng không phải là cách đâu. Tình hình tài chính hiện giờ của Âu Long Viện đích thực là có chút vấn đề. Chúng ta phải kết nối với thị trường, giải quyết vấn đề bằng cách chiêu sinh. Phải phải, ta chỉ sợ chốn cực lạc này sẽ không thể giữ được. Mấy ngày qua, bọn trộm cắp càng ngày càng nhiều. Năm ngoái, sư thúc của các con là Côn Luân Tứ Quái đã đến tìm sư phụ, còn giao đá thần Ô Long là bảo vật trấn chùa cho ta giữ nữa chứ. Thần chú có thể mở đá thần, quan trọng vô cùng, tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Tất nhiên,
Đá thần ô long này là báu vật hiếm có, giá trị liên thành. Sự xuất hiện của nó sẽ khiến cho giang hồ náo loạn, kẻ xấu dòm ngó tìm đến. Các con phải cực kỳ cẩn thận đó nha. Ăn cơm. Sư phụ à, người lớn chúng ta không có thịt ăn cũng không sao, nhưng mà bọn nhỏ phải chịu khổ theo hay sao? Đúng vậy đó, lâu rồi chúng ta không được ăn thịt. Béo béo à, dạ, chuyện này giao cho con phụ trách nha. Sư phụ nói là tiệm bán gà quay dưới núi sao? Đó là khoảng thời gian tươi đẹp. Sư phụ à, chuyện này cứ giao cho con đi. Lát nữa con xuống núi làm thêm vài công việc, mang vài con gà quay về đây cho mọi người đánh chén một bữa. Còn phải đợi bao lâu nữa đây? Bọn con đã ăn chay 3 tháng nay rồi đó. Xin thầy đó sư phụ à, chúng ta ra ngoài ăn đi. Được. A Lượng à, dạ, con đưa chúng ra ngoài ăn đi nào. Dạ. Đại sư Huynh à, thế này là ra ngoài ăn mà Huynh nói hay sao? Bây giờ em không còn là trẻ con 3 tuổi đâu, em đã 4 tuổi rồi đó, đừng có chơi bọn em như thế. Sư phụ béo đã xuống núi rồi còn gì, mấy đứa sẽ sớm có thịt ăn thôi, ăn mau đi. Bọn này lắm chiêu trò thật đó, giấu đầu lồi đuôi, ngốc quá. Bé tiếng một tí thôi, rốt cuộc là giấu ở đâu? Bé tiếng thôi, ngươi còn to tiếng như thế sẽ bị phát hiện ra mất. Trời ơi, chúng ta lại bị phát hiện rồi. Làm sao nó quay lại được chứ? Không những là nó quay lại, nó còn dẫn theo cả một bầy tới nữa chứ. Không sao đâu, bây giờ nó đã là con dâu nước Nhật rồi. Bảo nó chờ một lát. Chờ một chút đi nào. Đội trưởng à, đội trưởng, lần này chúng ta bị phát hiện thật rồi đó. Không sao, bảo chúng chờ chút đi. Lần này là người đó. Các người là ninja của Đông Doanh sao? Người anh em à, nhầm lẫn thôi, chúng tôi từ Đông Bắc tới, chúng tôi chơi quá trang thôi. Anh nhìn dáng vẻ kỳ lạ của chúng tôi đi, nào giống ninja Đông Doanh đâu chứ. Tôi ở Thiết Lĩnh, anh ấy ở Thẩm Dương, đúng không? Phải, đúng thế, bọn Nhật. Anh ta đồng ý trả gấp đôi tiền đặt cọc của chúng ta. Anh ta nói ninja Đông Doanh như họ xem nhẹ cái chết, bất quá mổ bụng tự sát. Được thôi, việc làm không xong nhưng khí phách thì cũng có đó. Mổ đi nào. Dân béo à, anh trước đi. Xin mời. Cha ơi, chém cha tạ tội. Xong rồi, oh,
Xin lỗi. Chết đi. Cút đi. Đau quá. Đều là lừa đảo hết. Đều là lừa đảo. Bố mới là lừa đảo đó. Nói là sẽ chơi với con. Đều là lừa gạt hết. Cục cưng à, từ bé bố đã không ôm con. Bố nói chỉ cần con thi được 100 điểm thì sẽ ôm con mà. Con đã thi được 100 điểm rồi. Được, 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 lần sau nha. Cho bố chút thời gian đi. Không tin con mặc kệ. Bố đã hứa với con rồi mà. Đừng mà. Anh mắc phải chứng dị ứng dị tính vô cùng hiếm gặp. Một khi tiếp xúc với người khác giới thì sẽ phát bệnh. Không thể trị tận gốc. Con gái, bố xin lỗi. Alo, đạo diễn à, vừa rồi là cháu gọi điện thoại đó. Cháu là Minh Tinh đây. Cháu nghe nói gần đây chú có phim mới sắp quay. Có vai nào cho cháu diễn không? Thì đó, tôi chờ nhị dạng, ngũ dạng, bát dạng. Vậy mà bị anh ta tự mó. Cái gì thế chứ? Chơi tám dáng thua hết hơn 20.000 luôn. Xui quá đi mất. Tôi cứ thấy căn nhà đó là lạ thế nào đó. Anh ta thắng nhiều như thế mà chỉ cho chúng ta ăn bánh chéo thôi. Lần sau không có đi nữa đâu. Đau quá. Chân của tôi. Đừng có giả vờ. Chân tôi chắc là tàn phế rồi đây. Mau giúp tôi gọi 120 đi. Báo cảnh sát. Ôi trời ơi. Bảo đừng có giả vờ còn giả chết nữa sao? Anh làm như thế là dàn cảnh tống tiền đó. Anh chờ đó đi. Tôi gọi người đến đây. Nè, chị đừng có quản chứ. Nhìn tên này biết ngay là dàn cảnh rồi. Tránh qua, tránh qua. Nếu cậu có thể chứng minh hắn ta dàn cảnh, tôi sẽ cho cậu 2.000 luôn. Chị tin không? Đây là dây pháo. Nó mà nổ, hắn sẽ chạy ngay lập tức. Yêu nghề quá đi. Các người cố ý giết người. Xem tôi kiện các người. Phải dàn cảnh hay không đây? Cô làm vậy là làm người khác bị thương nghiêm trọng rồi đó. Phải đó. Có bồi thường không? Bồi thường đi. Bồi thường đi nào. Bồi thường. Ai mà bồi thường đây? Bị thương nặng đến như thế, chí ít thì cô cũng phải đưa cậu ấy đến bệnh viện đi nào. Cô gì đó ơi, đưa đến bệnh viện e là sợi dây đến công an đó. Không khéo là bị giam giữ. Hay là giao cho tôi đi. Tôi đưa hắn đến nơi không có ai bỏ rơi hắn. Không đưa đến bệnh viện đâu. Được. Anh Quy à, yêu ít thôi đó. Cảm ơn anh Quy. Gấp gáp cái gì? Ít quá rồi đó. Thêm vài tờ đi nào. Chứng nào tật đó. Sớm muộn cũng có người chặt ngón tay này thôi. Cậu là ai? Điện thoại của tôi đó. Không biết cậu nói cái gì. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi không đòi điện thoại đâu. Tôi tìm anh. Cũng vậy cả thôi.
Anh à, tôi muốn trải nghiệm cuộc sống của anh. Trải nghiệm cuộc sống gì chứ? Trải cái đầu cậu đó, cậu bị điên sao? Đi đi. Anh à, nghe tôi nói đi. Tôi tên là Trình Minh Tinh. Chú tôi là đạo diễn lớn đó. Nói là diễn xuất của tôi quá ngượng, không tự nhiên. Anh dạy tôi diễn tự nhiên đi được không? Tự nhiên có phải không? Nói sớm đi chứ, trải nghiệm cuộc sống. Rất là đơn giản thôi, tôi sẽ dạy cậu mà. Được, cậu phải thả tôi ra mới được chứ. Không thì sao mà tôi sống được đây? Xin lỗi, tự nhiên chứ gì? Phải, rất đơn giản thôi. Thật ra diễn tự nhiên. Anh à, dạy tôi một lần thôi, anh à. Có tin tôi tần cậu không? Buông ta ra. Anh à, tôi thấy anh diễn rất là hay. Tôi bái anh làm thầy được không? Vì tôi cũng nghe anh hết. Dì cũng nghe có phải không? Được. Đằng kia có tiệm thuốc. Đi mua giúp tôi bình rượu thuốc về đây. Anh sao vậy anh? Anh bị thương hả? Anh à, anh liều mạng quá rồi đó. Bây giờ anh đây đau quá rồi. Mau đi, mua đi nào. Dân dân, anh chờ tôi nha, tôi về ngay. Đồ ngu. Cậu chạy nhanh như thế làm cái gì chứ? Không muốn sống nữa đúng không? Bồi thường. Bồi thường. Nhìn gì mà nhìn chứ? Thôi rồi, lần này thiệt rồi. Anh à, lần này anh diễn không có thật như lần trước. Lần này hơi giả, không xuất thần đâu. Anh à, anh không sao đó chứ? Cố gượng một chút. Ôi mẹ tôi ơi, sống ở tầng 6 mà không có thang máy. Bình thường anh làm sao mà sống đây? Dì ơi, dì hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải là... Dì ơi, dì à. Ngại quá đi. Cậu cổng tôi không được sao? Để người ta nhìn thấy sẽ nghĩ cái gì đây? Không phải đâu anh à. Nếu tôi cổng anh thì làm sao tôi thấy được diễn xuất của anh? Anh có biết vừa rồi anh diễn rất là giống hay không? Giống gì? Giống kẻ biến thái. Anh à, theo lý mà nói, dàn cảnh tống tiền kiếm được bộn lắm mà. Sao anh sống đáng thương quá vậy? Liên quan gì cậu chứ? Tôi là chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống của dân lừa đảo. Ăn cơm thôi. Nào, ăn một miếng đi. Không ăn một miếng thôi. Không ăn đâu mà. Anh à, anh cứ ngồi đó chơi điện tử không phải là cách đâu. Đứng lên đi vài vòng đi. Được đó. Bế tôi xuống giường. Anh đứng ở đây đi nào. Anh à, trời mưa sao? Nè, dừng. Dừng lại đi nào. Thôi chết mất. Dừng lại đi. Lát nữa đừng có lên giường của tôi. Làm sao đây?
Chính là hắn đó. Anh Bộc à, anh phải giúp em trút cơn giận này đi. Dốc hết sức lực cũng phải giúp em dạy dỗ hai tên khốn này đó, để bọn họ phải ghi nhớ suốt đời. Anh Bộc à, thì ra anh chính là anh Bộc trong truyền thuyết sao? Vừa rồi căng thẳng nên không có nhận ra anh. Em là Quy của Thiên Địa Hội đây. Trần Hạo Nam là chú hai của em. Sơn Kê là anh lớn của em. Đều là trong xã đoàn hết. Chắc là anh thân với họ lắm. Mặc kệ mày là ai, dám giở trò với người của tao thì phải bị chặt ngón tay. Mày muốn chặt ngón nào? Nói đi chứ. Anh Bộc, anh Bộc à, không cần biết anh tin hay là không tin, mọi việc mà em làm hôm nay, tất cả đều là vì được gặp anh đó. Anh là huyền thoại trong nghề. Hiện nay trong nghề đồn rằng đá thần Ô Long đã tái xuất giang hồ. Chỉ có loại đá thần đó mới có thể chữa chứng bệnh lạ của anh. Đá thần Ô Long? Phải. Nó đang ở đâu? Ô Long Viện. Hình xăm này có liên quan gì đến Ô Long Viện sao? Ô Long Viện? Tôi biết rành chỗ đó. Từ bé tôi đã lớn lên ở đó mà. Anh à, hình trên cánh cửa giống y hệt với hình xăm trên ngực của anh. Khắc cốt ghi tâm, cậu không có hiểu đâu. Ngôi trường cũ rích thế này, đá thần mà anh Bộc nói có thể ở đây sao? Cậu làm giúp tôi một việc, thù lao thế nào cũng được hết. Cậu lớn lên ở Ô Long Viện, vậy thì hãy trộm đá thần Ô Long về cho tôi đi. Lăng Ba Di Bộ, Càn Khôn Đại Na Di, Như Lai Thần Trưởng. Anh à, trường này không có ổn đâu. Đến Hạo Du Côn cũng không có dạy. Thời đại bây giờ, tùy tiện treo tấm bảng thì có thể thu học phí bừa. Có vẻ giá nhà ở khu vực trường học phải tăng rồi đó. Nè, bạn nhỏ à, có người lớn ở nhà không? Liên quan gì anh chứ? Dẫn hai anh vào trong được không? Ngoan đi, sau này mua kẹo cho hai đứa ăn. Mua đồ chơi cho hai đứa. Mua kem. Mua gấu bông. Mua máy bay điều khiển từ xa. Vậy phải làm sao bọn anh mới vào được chứ? Hỏi anh một câu hỏi nha. Trả lời đúng thì cho anh vào. Được thôi, hỏi đi. Kiếm trong suốt là kiếm gì? Kiếm tàng hình, sai. Kiếm vô hình, sai. Kiếm thanh cương, sai. Nhìn không thấy, đúng rồi. Kiếm trong suốt là nhìn không thấy hay sao? Thì ra trí thông minh của cậu với bọn nó là cùng một bậc. Vậy mà còn cười cho được. Vào trong đi. Cậu nhóc kia thể hiện quá đó. Cậu ấy nghiện võ công, rảnh rỗi là trèo tường qua đây luyện công. Vô dụng thôi. Ngoại trừ Lý Tiểu Long thì cậu ấy chẳng hứng thú với gì hết. Tốt nhất là đừng dây vào cậu ấy, biết chưa? Biết rồi, thông minh chút đi, đừng có như đồ ngốc. Đại hiệp. Đại hiệp à, không ngờ đại hiệp có thể thi triển Lăng Ba Di Bộ tuyệt học võ công đã thất truyền từ lâu. Bội phục, bội phục. Không khoa trương như thế đâu, chỉ là bộ mã thông thường, không phải là Lăng Ba Di Bộ gì hết. Vừa nhìn đã biết chân nhân bất lộ tướng. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng, hóa cái miệng thật chặt. Mà chiêu vừa rồi đại hiệp dùng. Anh à, tôi cũng làm được đó. Bằng sắt hả? Còn bảo là Lăng Ba Di Bộ. Hai người xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều rồi đó.
Đúng đó. Lúc nãy nhìn thấy anh, đã thấy anh không hề có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Vừa nhìn đã biết không phải người nói sẽ giữ lời. Đi bảo người quản lý nơi này ra đây đi. Nói là có anh Huy của hội huynh đệ muốn bái sư học nghệ. Tên béo, là người đồng đạo, tôi thấy thái độ của anh rất là tệ. Tôi mong là anh đừng có nhìn tôi với thái độ tức giận như thế. Tôi ghét nhất là người khác gọi tôi là tên béo. Đại hiệp à, vừa rồi tôi nói năng lỗ mãng chính là để ép anh ra tay đó. Đại hiệp à, tôi biết anh là cao nhân mà. Mở cửa đi. Đại hiệp à, mở cửa đi nào. Đại hiệp, mở cửa đi. Mở cửa đi nào. Đại hiệp, tôi muốn đi vệ sinh. Đại hiệp, tôi rất là xem trọng anh đó. Tôi nhịn hết nổi rồi đây. Mở cửa đi nào. Alo, anh Bọc à? Thuận lợi. Giờ chúng em đã về đến Ô Long Viện rồi. Đúng rồi đó, em làm việc anh cứ yên tâm đi. Yên tâm. Một ngày là người của hội huynh đệ, cả đời là người của hội huynh đệ mà. Hai anh em chúng tôi không cha không mẹ, từ bé đã kiếm ăn đầu đường xó chợ. Vì lấp đầy bụng đói, chúng tôi gia nhập hội huynh đệ, lừa gạt trộm cắp, việc xấu gì cũng làm hết. Có lúc làm quá nhiều việc xấu, đến bản thân mình cũng không nhận ra. Bây giờ tôi rất ghét chính mình. Tôi rất ghét bản thân của mình. Ai mà không có cha sinh mẹ dưỡng chứ? Phải. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lương tâm tôi bảo phải rời khỏi con đường xấu đó. Nhưng bọn họ lại đòi chặt hết ngón tay của tôi. Chặt hết ngón tay đó. Sư phụ à, thảm quá. Sư phụ, thầy nhất định phải cứu tôi. Nếu không còn ngón tay, tôi sẽ trở thành mèo máy Doraemon rồi còn gì. Doraemon sao? Ra đời kiếm ăn, sớm muộn cũng phải trả lại thôi. Xã hội đen có mấy ai có kết cục tốt đâu. Chẳng lạ chút nào hết. Điều kỳ lạ là vừa rồi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu là Superstar của nhóm SSA, có phải không? Hả? Không ngờ sư phụ lại là fan cứng của SSA. Sư phụ có tấm lòng Bồ Tát, thấy hai người đáng thương, không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, nên mới tùy tiện giở đại lý do thu nhận hai người thôi. Dân, tôi còn tưởng ông ấy là fan cuồng. Im miệng. Nói bậy nói bạ không. Con nít không hiểu chuyện đó mà. Chào các bạn học. Chơi với khỉ sao? Phải. Sắp ăn cơm chưa? Đại sư huynh đang chờ anh đó. Đại hiệp à? Đại sư huynh, không phải có hai người sao? Người kia đâu? Người kia đang giặt đồ. Mặc kệ cậu ấy đi. Vậy chúng ta đi gọi tên ngốc đó đi. Đại sư huynh à, tên này giao cho huynh đó. Còn chia ra gọi sao? Hai đứa nhỏ vui quá. Bữa ăn đầu tiên của học viên mới chính là mì ô long của Ô Long Viện. Quy định thứ nhất, nhất định phải ăn hết. Ăn không hết là sẽ bị cho thôi học đó. Yên tâm đi, bụng đã đói lắm rồi đây. Ăn đi. Với lại ít thế này sao có thể ăn không hết. Khó ăn lắm hả? Ăn thử đi.
Ngon quá. Vậy sao? Ăn không no? Không no hả? Đúng lúc cậu kia chưa có tới. Cậu ăn thay cậu ta đi. Đừng để phí. Ai hả? Hai vị tiểu hiệp à, tại hạ là Trình Minh Tinh, lần đầu đến nơi bảo địa này. Không biết anh tên là Minh Tinh sao? Minh Tinh đâu có xấu đến như thế. Hai nhóc quỷ này có gu thẩm mỹ hay không đây? Anh mắng ai là nhóc quỷ chứ? Trông đã xấu xí lại còn ngu si, cho anh ta biết thế nào là lễ độ đi. Tôi hỏi anh một câu nữa nha. Đáp đúng thì tha cho anh con đường sống. Hoa cúc nở khi nào? Tháng 9. Sai. Tháng 10. Sai. Tháng 11. Sai. Vậy thì nở khi nào chứ? Khi đi ị thì nở thôi. Anh ngốc quá đi. Giờ thì no rồi. Tôi nói cho anh nghe, quy định thứ hai, nếu đã ăn no thì phải đậy nắp lên bát, nghĩa là đã no rồi. Nếu không đậy nắp lên thì tôi sẽ tiếp tục cho thêm mì. Mới ra giang hồ không biết quy định, xin lỗi nha. Ăn thêm bát nữa, chậm thôi. Lâu rồi chưa có no căng như thế. Động tác chậm quá. Không thể ăn nữa thật rồi. Anh cách xa tôi một chút đi. Tôi sẽ ở cách xa cậu chút. Được được. Ăn mau đi. Làm cái gì thế? Tôi sợ cậu ăn không đủ thôi. Đủ rồi. Tôi đã đủ rồi. Thấy ghét. Đừng phí phạm chứ. Anh cách xa tôi chút được không? Anh qua bên kia đi. Cách xa tôi ra. Cách xa ra. Được được được. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ăn hết nổi rồi. Vậy làm thủ tục thôi, học đi. Không tôi học đâu, vậy ăn đi. Nào, mau lên còn nóng đó, mau ăn đi. Cố lên. Mày rất là dũng cảm, mày rất là kiên cường. Không thành vấn đề, nhất định có thể ăn hết. Nuốt vào đi. Đừng có lãng phí chứ, nuốt vào đi. Không thì thôi học đó. Quá giỏi luôn. Dậy đi. Dậy đi nào. Đậu hũ quá đáp hay sao? Thối 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 quá. Đậu hũ thối gì chứ? Mau dậy đi làm việc thôi. Nửa đêm nửa hôm làm việc gì chứ? Tất nhiên là phải đi tìm đá thần rồi. Tìm được sớm thì đi sớm. Chẳng muốn ở lại nơi quái quỷ này chút nào hết. Đi đi. Tôi nói cho anh nghe, ở đây khắp nơi đều là bẫy đó. Hãy lơ là giảm phải là tiêu đời. Tôi lãnh giáo rồi đây. Yên tâm đi. Có anh đây. Ngoan. Cậu làm tiên phong, tôi lo phía sau. Anh à, có phải chương anh giảm trúng phân sau khi đi nhà xí hay không vậy? Thối nhức óc luôn đó. Di truyền đó, biết hay không? Bố tôi nói khi chương ông ấy thối nhức, vừa cởi giày ra là người trong phòng chạy ra ngoài hết. Lợi hại vậy sao?
Có là gì đâu, nói cho cậu biết, khi chân của tôi thối nhất, tôi chỉ cần cởi giày ra thì người trong cả phòng không ai một chạy ra ngoài nổi. Hành động đi. Còn 5 giây nữa, quân địch sẽ đến chiến trường. Dừng. Vào vị trí. Quá công đại phát. Quả nhiên là tuyệt thế cao thủ. Từ lâu đã nghe danh Alexander thần kinh, uy danh vang dội. Hôm nay có thể được thấy anh hùng Đông Bắc uy phong thần võ, đúng là phước đức ba đời. Chi bằng hôm nào đó ghé qua chỗ của tôi, cùng chúng tôi thi thố một chút. Rút thôi, đừng để phát hiện. Đứng lại đó. Đại sư huynh, nửa đêm hai cậu không ngủ, chạy ra ngoài đây làm gì? Anh đoán đi. Đi vệ sinh. Phải đi vệ sinh. Đi vệ sinh sao? Phải. Hai người nghĩ tôi sẽ tin hả? Đại sư huynh, anh có ngửi thấy mùi gì đó hay không? Cậu tởm quá đi. Thì nhịn hết nổi rồi mà, nên mới gấp vậy đó. Mau đi đi, nhà vệ sinh bên trái đó. Đi đi đi. Ăn cái gì mà thối vậy không biết. Sư huynh à, chào nha. Cậu lợi hại lắm đó. Có tiến bộ. Anh à, lúc nãy tôi không kiềm chế được. Anh có mang giấy hay không? Anh à, anh chậm thôi. Chờ tôi với. Đại hiệp à, chúng tôi tới đây để học võ, không phải đến để đứng nghị đâu. Đây là đứng tấn đó, không phải là đứng nghị. Nói cho cậu biết, thiên tàn cướp của quả dân tà thần là nhờ đứng thế này mà ra. Không thể nào. Khỉ con ngoan ngoãn, mở cửa ra vào. Mau mở ra nào. Ta muốn đi vào. Không mở, em không mở. Mẹ vẫn chưa về, em sẽ không mở đâu. Chơi với khỉ sao? Ừ. Em gái à? Em gái gì chứ? Tôi là tiểu sư tỷ, xinh đẹp rắn rết. Được thôi, hỏi em một câu hỏi nha. Sao chúng ta luyện công mà không đến phòng luyện công vậy chứ? Không biết. Vậy em có biết đá thần ô long hay không? Không biết. Sao cái gì cũng không biết hết? Không biết thì là không biết. Tiểu sư tỷ à, hay là em hỏi anh một câu hỏi đi. Nếu anh trả lời được thì em nói cho bọn anh biết được không? Được thôi, anh có thể nói cho tôi biết phải làm sao để anh đẹp trai đó thích tôi không? Được. Muốn yêu sao? Không cần phải e thẹn đâu. Có câu nói rất là đúng. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Anh hùng yêu, yêu một mỹ nhân. Rắn rết như là em đây. Chỉ cần luyện võ cho tốt thì tự nhiên hắn sẽ thích em thôi. Thiết sa trưởng. Ha
Cậu chạy cái gì thế? Tôi đâu có ăn thịt của cậu đâu. Tên đại sư huynh đó, cái đồ béo chết tiệt, hắn có chút ngón nghề. Xem ra cương là không có ổn đâu. Anh à, hay là dứt khoát mình ở lại đây đi, học vài chiêu võ, ra ngoài không sợ bị bắt nạt nữa đâu. Vấn đề lớn nhất của cậu chính là thiếu thông minh. Giờ đã là thời đại nào rồi, võ công thì có ích gì đâu chứ. Cậu liền võ công cả đời, đến hồi một viên đạn bay tới, cậu liền nằm xuống đất thôi. Vậy phải làm sao đây? Cương thì không ổn đâu. Vậy thì chỉ có thể dùng trí óc. Có cần phải vậy không? Chúng ta chỉ đang diễn thôi mà, có cần phải ra tay độc như thế không? Hóa kiến bào lên, cởi áo giáp ra, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn sư phụ Trường Mi đã cho chúng ta bữa ăn thịnh soạn này, cơm trắng trong suốt và cải trắng đầy chất dinh dưỡng phong phú. Cảm ơn, cảm ơn sư phụ, ca ngợi sư phụ. Ăn cơm nào. Ăn thôi. Tin à, có chuyện gì thế? Ai bắt nạt cậu sao? Không có gì hết, cậu ấy sợ đồ ăn mình nấu không được ngon nên áy náy thôi. Không đâu, chúng ta ăn thôi nào. Ăn thôi, ăn thôi. Ngon, ngon quá. Ngon, ngon quá, ngon. Ngon thì ăn nhiều một chút đi. Nào, 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 ăn đi nào. Đừng khách sáo. Nào, 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 ăn đi. Ăn đi nào, ăn nhiều vào. Xới lên, xới lên. Hôm nay vô cùng vinh dự được giới thiệu với mọi người. Vị đây, anh chính là nhân vật nổi tiếng trên mạng, cao thủ khí công đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là Alexander Thần Kinh, sư phụ bảo. Lợi hại quá. Con người suy cho cùng là người chứ không phải là chim, không bay được. Nhưng mà ta có thể thông qua việc mượn sức rồi ra sức mà vẫn có thể vượt nóc băng tường. Tôi đến đây. Đồ ngốc. Anh à, anh à, không sao đó chứ, tỉnh lại đi. Kiếm đạo, kiếm đạo, phải kiếm xuất môn đạo. Có thể nói là phải đạt tới cảnh giới trong người có kiếm, trong kiếm có người. Tục ngữ gọi là người kiếm. Trước khi xuất kiếm nhất định phải hét một tiếng. Chính là như vậy,
chính là trong quá trình giao chiến, vừa phòng thủ, vừa có thể. Cậu hét thì cứ hét, nhưng hét rồi cũng không thể tấn công sau lưng của tôi. Mẹ tôi ơi! Sư phụ à! Ây da! Thôi đi, tôi không hầu cậu nổi đâu. Đi đi, tôi không dạy được cậu đâu. Những gì mà tôi thể hiện trước mặt cậu ta vừa rồi không phải là trình độ bình thường của tôi. Ôi trời đất ơi! Hét với ai vậy chứ? Hét với ai thế? Tôi... trưa nay tôi ăn hơi nhiều. Tôi đi nhà vệ sinh một chút. Tốt. Rất tốt. Không tốt. Xin lỗi. Đứng đó cho tôi. Không. Đứng lại đó. Đứng lại cho tôi. Đứng lại cho tôi. Đứng lại. Mặt của tôi đẹp như thế, cậu đánh tôi thành ra thế này. Trả thanh xuân lại cho tôi. Câu được cá thì hôm nay sẽ có cái ăn. Nghĩ Nghĩ à, con đi xem họ câu được mấy con cá rồi. Dân, không thành vấn đề. Câu được mấy con cá rồi, đói đến muốn rã rời rồi đây. Hỏi em một câu, nếu mà em đáp đúng, con cá mà anh câu được sẽ cho em nha. Được thôi, hỏi đi. Nghe kỹ đây, có hai anh em rơi xuống nước, người được cứu lên tên là Chí Minh. Vậy người còn ở dưới nước kia tên là gì? Tên là Cứu Giới. Đồ ngốc. Đại sư huynh à, anh xem. Ai vẽ thế? Em vẽ đó, vẽ đẹp quá đi. Anh là người nào? Đây là anh đó. Ai xăm chữ hận này cho em thế? Sao lại là chữ hận chứ? Nó còn nhỏ như thế. Khi nó còn bé xíu, đã bị bỏ lại trước cửa viện mồ côi. Lúc đó đã có hình xăm này rồi. Có lẽ là bố mẹ nó xăm cho. Chứng tỏ là bố mẹ của nó cũng không có học thức gì hết, viết nhầm chữ thôi. Trên chữ hận còn có thêm nét chấm. Chính là vì hình xăm này mà nó thường xuyên bị bắt nạt khi ở viện mồ côi. Về sau viện mồ côi bị quá tải, nó và Nhụy Nhụy bị đưa đến Ô Long viện. Ăn cơm thôi. Ăn cơm, ăn cơm, thơm quá. Chờ đã, chụp tấm hình đã nào. Nào chụp hình đi. Chụp hình, chụp hình. Có thể chụp chung với mọi người không? Được chứ. Cười đi nào. Cảm ơn, cảm ơn. Chào mọi người. Chào mọi người. Tôi là Trần Lúc Ki, phóng viên Dượng Báo. Mọi người chắc là ở Ô Long Viện có đúng không? Phải phải. Hiện tôi đang viết một chuyên mục về Ô Long Viện đây, giới thiệu truyền thống trăm năm và các anh hùng tại đây. Xin hỏi, cô mua thứ này ở đâu thế? Nếu mà chú thích thì xin tặng cho chú. A Di Đà Phật. Cô vừa mới nói cái gì chứ? Phỏng vấn có phải không? Không thành vấn đề đâu. No problem. Thật sao? Cảm ơn sư phụ.
Tiểu sư đệ à, ngồi dưỡng đó. Công viên nước tại Ô Long Viện. Chơi hả? Cảm ơn anh Thông Thông tặng tôi nụ hôn nha. Và cũng cảm ơn Diệt Tuyệt Sư Thái tặng cho tôi 999 đóa hoa hồng. Muốn kết bạn với tôi, xin mời nhấn vào nút ở trên bên trái để theo dõi tôi nha. Ngày mưa ở Ô Long Viện mang đến cho chúng ta một cảm giác thật là đẹp. Tôi đặc biệt lên đây cho các bạn xem. Mẹ tôi ơi! Mẹ ơi! Những gì các bạn vừa chứng kiến đó gọi là mưa gió thất thường. Nói đi, em đến đây làm gì thế? Anh Huy à, đừng có gọi thân mật như thế. Chiêu trò của em đã vô hiệu với anh rồi. Máu mũi của anh đã chạy cạn năm đó rồi. Thực ra em không nói anh cũng biết. Kiểu người máu lạnh cơ hội như em đây, đến đây chắc chắn là vì viên đá đó. Không gặp lâu như thế, vừa gặp thì đã muốn cãi nhau với em sao? Em biết là anh vẫn còn hận em. Không tình yêu thì sao lại có hận chứ? Cảm ơn chị. Trước giờ anh không biết, anh cũng không muốn biết. Khi đó vì sao em lại đột nhiên rời khỏi anh? Anh chỉ biết anh sẽ không còn yêu ai nữa. Anh chỉ yêu chính mình thôi. Cậu muốn xăm hình gì đây? Cứ xăm đại một hình đi, chồng lên cái này lại là được. Tôi sẽ không xăm đại đâu. Xăm hình này đi. Kể từ giây phút em rời khỏi anh đã quyết định phải là một kẻ xấu xa, tán tận lương tâm. Sự xuất hiện của em đã khơi dậy ý định là một kẻ xấu của anh. Anh đừng như vậy có được không? Em cũng có nỗi khổ của mình. Có thể em nói ra anh sẽ không hiểu đâu. Không ai có thể bắt nạt anh hai lần, đặc biệt là em. Dù có bị người đời cười chê, ghét bỏ thì cũng phải cười thật vô tư. Anh nhất định sẽ lấy được viên đá đó trước em. Cứ chờ mà xem. Mày là người xấu.
Mày là kẻ xấu xa từ đầu đến chân. Tao biết mày rất là khó khăn, nhưng đừng nói là mày khó khăn. Tao biết mày rất đẹp trai. Sự đẹp trai của mày sẽ ảnh hưởng đến sát khí của mày. Nhưng không được sợ. Mày phải cố gắng. Mày phải cố gắng lên. Nhất định phải trở thành một người xấu. Cố lên, mày làm được mà. Anh à, làm vậy có quá đáng hay không? Quá đáng. Hãy nhớ vai diễn mà hiện giờ chúng ta đang đóng phải là một kẻ xấu. Phóng hỏa giết người là việc nhất định phải làm. Khi con người ở vào lúc nguy hiểm nhất, nhất định sẽ bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. Chúng ta phải khiến cho họ chủ động giao ra đá thần. Nếu còn không ra tay, đá thần sẽ bị người khác cướp mất. Cho cậu một cơ hội đột phá diễn xuất. Cậu đốt đi, cầm lấy. Khó quá, anh làm đi. Bảo cậu cầm thì cậu cầm đi, đừng khách sáo. Cầm đi, cầm lấy nào. Tôi chưa sẵn sàng. Lần sau đi, nghe lời của anh đi, ngoan nha. Không thì anh cần cậu đó, cầm lấy đi. Anh làm đi, anh làm tốt hơn mà. Cậu bị ngốc hay sao? Sao cậu lại đốt thật rồi? Anh à, mau chạy thôi. Chạy gì mà chạy chứ. Gọi họ, thức dậy đi nào. Họ nhất định sẽ lấy đồ ra. Sư phụ à, cháy rồi. Cháy rồi, dậy đi nào sư phụ à. Cháy rồi, mau chạy thôi. Sư phụ à. Anh à, chạy mau đi. Cháy rồi, nhanh lên. Chạy đi, đại sư huynh à, chạy đi. Nhanh lên, đại sư huynh. Mau lên, chạy đi nào. Đại sư huynh à, chạy đi. Nhanh lên. Đại sư huynh. Sư phụ à, thầy muốn làm gì thế? Không phải là bảo tôi hô hấp cho cô rồi cô hô hấp cho cậu ta sao? Tất nhiên không phải rồi. Tôi hiểu rồi. Tỉnh rồi kìa. Tốt quá. Tỉnh rồi. Tôi đã nói rồi mà. Cứng đầu như thế chắc chắn là không chết được đâu. Anh đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đó. Là mọi người thay phiên chăm sóc cho anh. Nên mà chúng ta là người một nhà. Tốt rồi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa đâu. Nghỉ ngơi cho tốt đi nào. Trước khi ngủ phải đánh răng đó. Đi thôi, đi thôi. Em cũng về trước đây. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Cảm ơn mọi người. Vừa rồi sư phụ nói chúng ta là người một nhà. Đúng thế, tôi đã nghe thấy. Thầy nói chúng ta là người một nhà. Nếu họ là người nhà của chúng ta, vậy chẳng phải chúng ta đã phóng hỏa đốt nhà của mình hay sao? Anh à, anh đang diễn phim tình cảm hay sao? Khi anh vừa nói người một nhà, không hề nhăn mũi luôn. Vậy sao? Thank you.
Tiến về trước. Đi thôi đi thôi. Tiến về trước. Đi thôi đi thôi. Tiến về trước. Đi thôi. Đi thôi đi thôi. Các bạn thân yêu, trải qua trận quả quạng khủng khiếp, các học trò của Ô Long Diện đã được tái sinh. Người ta gọi là sư đồ đồng tâm hiệp lực thì việc gì cũng giải quyết được hết. Qua đây đi, qua cả đi nào. Cẩn thận ống kính đó. Nhìn vào ống kính đi. Ô Long Diện của chúng ta quay trở lại rồi. Hô một tiếng đi nào. Mỗi người đều có ngày sinh nhật. Mỗi khi đến ngày sinh nhật, chị Hằng sẽ ở trên trời nhìn em, nói cho em biết sinh nhật đến em lại tăng thêm một tuổi. Nhưng em không có mẹ, không biết sinh nhật mình là ngày nào hết. Không phải sư phụ Trường My đã nói rồi hay sao? Ngày 7 tháng 7, ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, chính là sinh nhật của hai đứa đó. Còn có rất nhiều người chúc mừng cho hai đứa, phải không? Phải. Anh à, anh đón sinh nhật bao giờ chưa? Lúc còn bé ở thôn, tôi ăn cơm của nhà hàng sớm mà lớn lên. Đến ngày sinh nhật, trên chứng minh thư cũng là bịa ra thôi. Cậu thấy sao? Tôi thấy hai ta quá giống nhau. Bố tôi mỗi lần uống say đều chúc mừng sinh nhật của tôi. Hai nhóc quỷ, không được ăn dụng bánh kem. Tét mông bây giờ đó, còn dám chạy sao? Cậu nghe thấy gì không? Hình như nghe thấy là bánh kem gì đó. Sao lại nhắc tới bánh kem chứ? Không lẽ sắp có sinh nhật ai hả? Chắc chắn là không liên quan hai to đâu. Đúng rồi đó. Có còn nhớ lúc chúng ta đến ghi danh tôi đã điền ngày sinh nhật của mình là hôm nay không? Ngày 11 tháng 11 đó. Không lẽ là tổ chức sinh nhật cho anh sao? Không thể nào đâu. Sao có thể chứ? Đây chắc chắn là kem tươi để làm bánh kem sinh nhật trong truyền thuyết rồi đó. Anh à, sao lại là đắng vậy chứ? Ngốc quá, chưa từng ăn sô-cô-la hay sao? Sô-cô-la đắng đó mà. Sô-cô-la màu đen mà. Thì sô-cô-la trắng, quê mùa quá. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Ngày hôm nay quan trọng như thế. Đúng rồi, hôm nay là ngày gì thế? Cậu nói hôm nay sao? Ừ, ngày hôm nay quan trọng như thế. Cậu không nhắc tôi cũng quên mất. Không phải hôm nay là ngày số 11 đôi hay sao? Mua một tặng một trên Taobao. Mau lên giành đi. Đúng đúng đúng, đúng rồi. Em phải mua đồ chơi, xả hàng, mặt nạ dưỡng da giảm 30%. Không phải, không phải, không phải đâu. Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng. Xém chút là quên mất rồi. Hôm nay là ngày, là ngày phim Hoàng Châu Cách Cách phát lại tập cuối lần thứ 200. Đi thôi, đi thôi. Đi 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 đi. Đi xem Hoàng Châu Cách Cách đi. Đi xem TV thôi. Nhanh 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 nhanh, mau đi xem thôi. Ngồi đi, sư phụ à. Ai phái ngươi tới dụ dỗ hoàng thượng chứ? Nói đi nào. Để xem ngươi còn bướng đến khi nào đây. Sao các ngươi lại đối xử với tôi như thế? Tôi đâu có thù oán gì với các ngươi đâu. Không thù oán. Ngươi giả tiểu yến tử đó hợp lại bắt nạt bà lão ta. Hôm nay ta phải tính sổ với ngươi. Anh à, tôi đến chúc mừng sinh nhật anh đây. Mau thổi nến đi.
Cậu bị ngốc hay sao vậy chứ? Cậu có biết nếu không thổi tắt nến thì tôi sẽ xui xẻo hết một năm không? Cậu thấy tôi chưa đủ xui hả? Vừa rồi anh đã thổi tắt rồi mà. Thì là do tôi lanh trí thôi. Tôi đốt lại cho anh một cây. Anh thổi lại nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my wife. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật cậu Quy à. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật nha cậu Quy. Sinh nhật vui vẻ. Cả ngày nay không kiểm tra điện thoại. Chắc là bị anh Bọc gọi trái máy rồi đây. Mau gọi lại cho anh ấy thôi. Nhìn gì chứ, trông chừng đi. Alo, anh Bọc à, là em đây, Quy đây. Tôi chém cậu chết đó, đồ khốn kiếp. Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi sao? Cậu đang làm gì thế? Có phải muốn chết không? Anh Bọc nghe em giải thích đi. Đừng có giải thích với tôi. Tôi thấy cậu chán sống rồi, có phải không? Không xem tôi ra gì hết. Có phải muốn tôi chém chết cậu không? Anh Bọc à, chỗ của em tín hiệu không tốt. Lá gan cậu lớn thật đó. Đồ khốn kiếp, toàn là diện cớ. Anh Bọc à, em biết, bớt phí lời với tôi đi. Chút bản lĩnh của cậu cũng đòi lăn lộn giang hồ sao? Con ốc sên còn làm việc giỏi hơn cậu đó. Anh có thể nghe tôi nói hết được không? Anh Bọc à, vừa rồi anh có nghe thấy không? Hình như bị nhiễu sóng đó. Đồ khốn, mày có gan lắm. Anh Bọc à, điều là học ở anh thôi. Bớt phí lời với tao đi. Đã tìm được đồ chưa? Viên đá. Anh à, viên đá sắp sửa đã tìm thấy rồi. Mày đang nói nhảm gì với tao thế? Nghĩa là chưa lấy được hay sao? Không phải đâu anh à. Là thế này, nghĩa là hiện giờ đã dò ra được vị trí chỗ để rồi. Một hai ngày nữa sẽ lập tức lấy được thôi. Em là muốn báo trước với anh một tiếng. Lo anh sốt ruột. Mày nghe đây, đừng trách tao tàn nhẫn độc ác. Nếu không lấy được đá thần máu rửa ô long diện, chờ đó đi. Anh Bọc à, nhìn cái gì chứ? Bảo cậu trông chừng. Nhìn tôi làm gì? Anh à, bị phát hiện rồi. Chúng ta dứt khoát không làm thôi. Đã làm thì giết người diệt khẩu đi. Diệt cái đầu heo cậu chứ diệt. Không phải cậu nói là người một nhà hay sao? Cậu làm việc xấu vì mẹ phát hiện, có phải là sẽ giết mẹ cậu để diệt khẩu hay không? Anh Quy à, em muốn nói chuyện riêng với anh. Đi chỗ khác đi. Em, đừng có bày ra một mặt tội nghiệp như thế với anh. Hôm nay em tới là muốn nói cho anh biết, năm xưa em rời xa anh là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nỗi khổ sao? Là chuyện ấy nấy xấu hổ có phải không? Phải, chính là việc ấy nấy xấu hổ. Trước khi quen biết anh, em mang thai trước khi kết hôn. Bố của đứa bé đã bỏ rơi em. Tiểu Lương là tên của con. Mẹ xăm nó lên cánh tay của con để làm ký hiệu sau này nhận ra. Sau đó em đã gặp được anh.
Nỗi nhớ đứa bé ngày càng sâu đậm, nên em đã quay lại viện mồ côi. Nhưng con của em đã không còn ở đó. Bao nhiêu năm qua, em giống như bị điên vậy đó, đi khắp nơi tìm đứa bé. Vậy nên em mới không từ mà biệt. Em nghĩ anh vẫn còn tin những lời dối trá của em sao? Hôm nay em muốn nói cho anh biết vì sao em lại đến đây. Nơi đây chính là phòng luyện công của họ. Tấm bảng bên ngoài viết: trọng địa luyện công, người không phận sự miễn vào. Tôi gần như có thể chắc chắn đá thần ô long ở trong này. Việc anh muốn tôi làm tôi đã làm rồi. Việc anh hứa với tôi có lẽ có thể thực hiện rồi, có phải không? Muốn biết tung tích của con trai cô rất là đơn giản thôi. Bảo đàn em của tôi dẫn vài người đến đánh viện trưởng một trận thì biết ngay thôi. Có điều đợi tôi lấy được đồ rồi, ắt sẽ nói cho cô biết tung tích của đứa bé. Tấm lòng cha mẹ, điều này tôi hiểu mà. Đã đợi được mấy năm rồi, đợi thêm vài ngày nữa không hề gì đâu. Anh có thể hứa với tôi, chỉ lấy đồ không làm hại ai bị thương hết. Bây giờ em nói với anh những điều này chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh thừa nhận anh đã từng yêu em sâu đậm, nhưng mà bây giờ em ở trong lòng anh đã chết rồi. Giống như hình xăm này vậy đó, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại như trước. Em đi đi. Cút đi. Sư phụ à, thầy đến từ lúc nào thế? Lời hai đứa nói thầy đều nghe hết rồi. Không phải đâu sư phụ à, không phải như thầy nghĩ đâu. Con chỉ nói với cô ấy là phải chú ý gìn giữ vệ sinh môi trường. Con đó, con không nhăn mũi thì thầy sẽ tin con. Chuyện xưa như mây khói tan đi trước mắt của hai người. Nói lời tạm biệt cũng không thấy chút oán hờn trong mắt của em. Mọi thứ em cho anh cũng chỉ là giả tạo. Em cười thật ngây thơ. Anh yêu em, yêu tới điên cuồng. Khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu ra rằng bao lời trao nhau không thể thành hiện thực. Khoảnh khắc ấy, anh bất chợt nhận ra khuôn mặt của em sao bỗng xa lạ quá. Thế giới của anh bắt đầu có tuyết rơi. Được rồi, hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Thầy thấu hiểu nỗi đau của con. Những gì con trải qua thì đừng có nhắc đến nữa. Hãy để nó trôi qua. Ngày mai con hãy xuống núi đi nào. Hôm nay bọn này đến chính là muốn các người giao ra đá thần ô long. Đá thần ô long là báu vật quý giá, người tài ắt có được. Hôm nay ai có năng lực, đá thần sẽ thuộc về người đó. Được thôi, được thôi. Muốn tôi giao đá thần ra thì không thể chỉ dựa vào một cái mồm đâu, mà phải xem cậu có bản lĩnh gì đây. Trong giới truyền rằng chỉ cần là những chiêu thức có trong truyền thuyết võ hiệp thì ô long viện đều có, chỉ là
võ công lợi hại đến đâu cũng không địch lại một viên đạn, cũng chưa chắc đâu. Bỗng tai quá. Lần sau anh có thể thử súng ngắn. Đứng yên nào. Đúng thế. Thế nào xương của anh còn cứng hơn đạn hay sao? Anh bạn trẻ à, vừa rồi anh nói báo vật thế gian người tài ắt có được. Anh dựa vào đâu mà có được thế? Dựa vào chúng nó đó. Lão già, giao đồ ra đi, không thì tôi giết chúng nó đó. Anh đã hứa với tôi chỉ lấy đồ thôi, không làm hại ai hết. Dì à, sao dì lại cùng phe với người xấu vậy chứ? Dì xin lỗi. Dì cũng là người xấu. Đừng làm hại chúng. Chúng nó biết đá thần để ở đâu đó. Để chúng dẫn đường đi nào. Hội huynh đệ xuất ra hết toàn phân. Lần này làm lớn chuyện rồi đây. Vậy bây giờ hai chúng ta đóng vai gì? Tạm thời là người qua đường, lát nữa nghĩ cách. Được. Lối này đây. Muốn làm gì chứ? Đứng dậy đi. Bỏ tôi ra. Chạy sao? Chạy đi nào. Tao cho mày chạy sao? Còn dám đá tao nữa. Chạy đi. Tiểu Lương, làm cái gì thế? Bỏ tôi ra. Người đâu? Mau ra đây đi. Tao nhìn thấy chúng mày rồi đó. Ra đây. Ra đây cho tao. Đồ quỷ con. Ra đây cho tao. Ra đây. Lại đây. Quỷ con. Đang ở đâu? Ra đây. Ra đây. Đừng có ra. Tuyệt đối đừng ra. Im miệng đi. Đẹp trai quá đi. Anh đẹp trai ơi, anh ngầu quá. Em mê anh chết mất. Anh đẹp trai, đừng đi mà. Đứng lại đó. Đây là tên của con, Tiểu Lương. Mẹ là mẹ của con. Con không có mẹ. Mẹ con đã không cần con từ lâu rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con.
lỗi. Thật không ngờ bây giờ vẫn còn người có thể đón được đạn sao? Nhưng mà bây giờ bị trói rồi. Nói thật là tôi không thích giết người đâu. Chỉ cần lát nữa lấy được đồ thôi, bảo đảm mấy người không sao. Nhưng nếu mấy người không hợp tác, đừng có đùa nữa, anh bạn trẻ à. Đừng qua đây, ông mà qua là tôi bắn đó. Tôi bắn thật đó. Tôi bắn đó. Sư huynh, đến sớm vài phút sẽ chết hay sao? Mau cởi trói cho chúng tôi đi nào. Trước khi cởi trói cho cậu, tôi muốn cậu nói ra thần chú. Sư huynh à, đúng vậy, tôi lấy được đá thần. Nhưng thần chú để mở đá thần thì chỉ có cậu biết thôi. Không có thần chú, đá thần chỉ là viên đá tầm thường thôi. Tôi đã thề độc trước mặt của sư phụ, có thối rữa trong bụng cũng không được nói ra. Sư phụ, con ủng hộ thầy. E là không tới lượt của cậu đâu. Chỉ cần dùng chút lực thôi, não cậu ta sẽ chảy ra đầy đất. Cởi trói cho tôi đi, tôi sẽ đi lấy đá thần cho. Cậu ngốc thật đó. Nhưng mà tôi đưa cậu sao có thể là thật được chứ. Viên đá thật ở chỗ của tôi. Mau nói ra thần chú. Anh à, phải làm sao đây? Bây giờ chúng ta phải diễn vai gì đây? Vai mà lần này chúng ta diễn là chính chúng ta. Nơi này là nhà của chúng tôi. Muốn đến gây sự, phải xem anh Quy này có cho phép hay là không đây. Sư huynh à, tôi không tin sau lưng của ông có một con mắt. Cậu béo à, cậu về rồi sao? Dạ sư phụ, con mang gà về rồi đây. Oh,
Tôi đã nghe được lời cầu nguyện với đá thần của cậu. Cậu muốn tôi sống lại. Tại sao chứ? Bởi vì chúng ta là sư huynh đệ mà. Trong năm đệ tử của Ô Long Thiền Sư, chỉ có cậu là ngốc nhất. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao tất cả mọi người đều kính sợ tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu, hóa ra là như thế. Khi ông đi đến đường cùng, điều duy nhất trong đầu của ông nghĩ đến, không có cách nào khác mà chỉ có thể làm như thế. Tôi cầu xin ông, tôi cầu xin ông. Con gái ơi, bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Lượng à, bố xin lỗi con. Đỡ cậu ta đứng dậy đi. Thật sự có lỗi với con. Đứng dậy đi nào. Anh có thể từ bỏ tôn nghiêm, quỳ khóc ở trước mặt của tôi, chứng minh tâm ma của anh đã biến mất. Đá thần Ô Long là báo vật quan trọng trấn giữ Ô Long Viện. Tổ sư gia đã nghiêm khắc dặn dò, ngàn vàng không bán, nhưng có thể cho mượn. Có vài câu hy vọng anh mãi mãi ghi nhớ. Chỉ cần trong lòng anh có Phật, con gái anh và những người bên cạnh của anh đều sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. Sinh nhật vui vẻ. Quy à, lâu rồi chúng ta không có kiếm thêm. Túi tiền trống rỗng, sắp dính sát vào mông tôi rồi đây. Tôi hỏi nè, khi nào chúng ta có nhiệm vụ nữa đây chứ? Không có tiền thì xài tiết kiệm một chút. Người sống trên đời có nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn làm sằng làm bậy đã qua rồi, hiện giờ phải thăng tiến lên một hình thức khác. Nói đơn giản là hoàn lương thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Mở cửa đi nào. Mở cửa. Đại hiệp à, mở cửa đi. Thiên tàng cước của quả dân tà thần chính là nhờ đứng thế này mà ra. Không thể nào. Sư đệ à, ngồi cho vững đó. Chúc mừng sinh nhật. Thank you.
3 năm sau. Tiểu Hồng, là em thật sao? Tiểu Hồng, phải, Tiểu Hồng đó. Kể từ sau khi em đi, anh đã ở Ô Long Diện này không rời nửa bước. Mặc cho gió mưa bão táp, anh đã cực khổ chờ đợi em 30 năm rồi. Em còn nhớ năm xưa anh tặng em qua dải bên đường hay không? Còn có bản tình ca anh hát tặng cho em nữa đó. Và cả lần điện giật tâm linh nữa chứ. Chắc chắn là em nhớ, chắc chắn mà. Thầy à, thầy nhận nhầm người rồi đó. Tôi không phải là Tiểu Hồng đâu. Tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh. Đi nhờ sao? Mời đi theo tôi. Tôi có thể chụp hình chung với cô hay không? Lúc đi nhà vệ sinh thì không được đâu.最快啊！就这块啊！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 
来满面桃花开，我忍不住去采，我忍不住去摘，我敞开胸怀为你等待，令牌令台台。Shit.